Thôi cắt điện đi. Đây là chế từ giấy màu nhá, để làm biển quảng cáo nhá bà con nhá anh em nhá. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhá. Mình đã kỳ công bỏ hẳn một chiếc chảo An Viên TV rồi đấy. Truyền hình An Viên nha. Trước khi tạo chiếc biển này thì cũng giới thiệu với mọi người luôn là mình sẽ phải vẽ mẫu. Sau đó mình tính đường đi của dây điện. Vì đây là dây này, dây liền cứ 1 mét cắt một lần nên mình không thể cắt rời được. Bắt đầu tính đường đi làm sao cho thuận lợi nhất để dây không bị cắt. Cảm ơn bác ấy. Đầu này bác làm tiếp. Xoay vào đây. Đứng trên camera đi. Bây giờ bắt đầu mình tạo đường viền 4 xung quanh chảo này. Giữ đi. Bên kia kìa, nó tì vào mũ kìa. Dùng dây này nhá, dùng dây này để thít này anh em này. Tạo chữ mạnh nhất nhá. Lúc này mình đi đường viền này cho nó đẹp này. Đi luôn lên trên để cho nó đẹp. Quý vũ nhá.
Đây nhá, công trình của mình đã hoàn thành nhá. Giới thiệu mọi người để mọi người biết này. Tại cửa hàng mạnh nhất đang bán dây nháy màu để thiết kế biển LED, biển quảng cáo nhá. Và trực tiếp mình đang dùng chiếc chảo truyền hình An Viên để chế thành biển quảng cáo của mình này. Chữ mạnh nhất và mũi tên đi lên thể hiện sự đoàn kết gắn bó, chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn. Kèm theo một cục nháy đi nhá. Cục nháy này mình cũng bán luôn này. Đây là điều khiển nháy này. Không cho nháy thì sáng luôn này. Thích nháy nhanh nháy chậm này. Tiết kiệm chi phí cho các bạn. Ở nhà mình chỉ bán theo mét chiều dài nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn. Mình lấy lên một cuộn 1000 mét. Đang bán khuyến mại Tết này. Và kèm theo nữa là dàn dây nháy nhà mình cũng rất nhiều. Đây mình cũng đang chế biển quảng cáo trước bàn làm việc của mình. Chữ mạnh nhất và ngôi sao. Những ai yêu thích chế tạo, sáng tác những cái tác phẩm nghệ thuật tự tay mình làm thì hãy liên hệ với Mạnh Nhất 0901761976. Gà Mạnh Nhất, ngã ba trung tâm Việt Nam.